안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn, cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục với cái series 1000 động từ tiếng Hàn thực tế. Hôm nay sẽ là tập số 6. Các bạn sẽ có những cái động từ tiếng Hàn sử dụng thường xuyên, phổ biến và mình sẽ lấy kèm ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn. Khi học đến từng từ thì các bạn cố gắng chúng ta không chỉ học từ một cách đơn lẻ mà chúng ta hãy lấy thêm nhiều những ví dụ khác xoay quanh cái từ đó nhé. Chúng ta sẽ có động từ tiếng Hàn thực tế trong tiếng Hàn sẽ là 한국어 필수 동사. Động từ tiếng Hàn thiết yếu thực tế vẫn là 30 động từ. Các bạn hãy theo dõi nhé. Động từ đầu tiên, nota. Các bạn sẽ có là đặt. Trong tiếng Hàn sẽ là nota. 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 Đặt. Các bạn cần chú ý về cách nối âm, phụ âm hờ và tớ kết hợp với nhau, các bạn phát âm thành nota, nota. Ví dụ, đặt ở đây hoặc là hãy đặt ở đây. 여기에 놓아요. 여기에 놓아요. 여기에 놓아요. Đặt ở đây. Các bạn có ở đây nota khi mà các bạn chia theo yo biến đổi thành noayo. Âm hờ này được coi là âm câm, các bạn không nối lên để phát âm. Các bạn phát âm là 여기에 놓아요. Đặt ở đây đi. Động từ thứ hai, lựa chọn. 선택하다. 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 Lựa chọn. Các bạn chú ý nối âm giống như là cái dòng chữ màu xanh in nghiêng này mình đã phiên thêm cho các bạn. Anh hãy lựa chọn lấy hoặc là anh hãy tự lựa chọn lấy đi. 스스로 선택하세요. 스스로 선택하세요. Anh hãy lựa chọn lấy. Các bạn sẽ có 스스로 là tự, tự làm lấy đấy. Còn 선택하다 là lựa chọn. Còn 세요 là hãy. Anh hãy lựa chọn lấy hoặc là anh hãy tự lựa chọn lấy. Trồng. Các bạn có từ trồng trong cái việc mà trồng cây đấy sẽ là 심다. 심다, 심다, trồng. Các bạn chú ý gấp đôi phụ âm tờ cái âm tiết thứ hai. Ví dụ trồng cây táo trong vườn. 정원에 사과나무를 심다. 정원에 사과나무를 심다. Trồng cây táo trong vườn. Các bạn có 정원 có nghĩa là cái vườn. 정원에 là trong vườn. 사과나무 là cây táo, 심다 là trồng. Cứu sống hoặc là cứu mạng. 살리다, 살리다, 살리다. Cứu sống, cứu mạng. Xin hãy cứu sống tôi. 제발 살려주세요. 제발 살려주세요. Xin hãy cứu sống tôi. Các bạn có 제발 là làm ơn, cầu xin. 살려주세요, hãy cứu tôi với. Kiếm tiền hoặc là kiếm sống, thực chất của nó là từ kiếm. Các bạn sẽ có là 벌다, 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 mà nghĩa là kiếm. Ví dụ kiếm nhiều tiền hoặc là tôi đã kiếm được nhiều tiền sẽ là 돈을 많이 벌었어요. 돈을 많이 벌었어요. Kiếm nhiều tiền. Money là nhiều. 돈 có nghĩa là tiền. 벌었어요 là đã kiếm. Tôi đã kiếm được nhiều tiền. Đối đáp hoặc là trả lời hoặc là đáp trả. Các bạn có động từ là 대답하다. 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 Đối đáp hoặc là trả lời hoặc đáp trả. Các bạn chú ý nối âm và biến âm. Ví dụ, anh trả lời đi ạ. 형이 대답해 주세요. 형이 대답해 주세요. Anh trả lời đi ạ. Các bạn sẽ có cái cấu trúc mà động từ chia theo đuôi a o hoặc là ha tà biến đổi thành he kết hợp với 주세요. Mà nghĩa là gì nhỉ? Một câu nhờ và một câu yêu cầu một cách lịch sự, làm ơn hãy gì đó. Anh làm ơn hãy trả lời đi ạ. Tiếp theo chúng ta có cầu nguyện. 기도하다. 기도하다. 기도하다.
cầu nguyện. Trước khi ăn tôi cầu nguyện. 먹기 전에 기도합니다. 먹기 전에 기도합니다. Trước khi ăn tôi cầu nguyện. Các bạn có 기 전에, 기 전에 mà nghĩa là trước khi làm cái gì đó. Thế thì các bạn có động từ bỏ tà gắn với 기 전에. Cụ thể động từ là 먹다 là ăn, bỏ tà đi gắn 기 전에 sẽ là 먹기 전에, trước khi ăn thì 기도합니다, tôi cầu nguyện. 타 thứ 용서하다, 용서하다, 용서하다. 타 thứ, tha thứ cho tôi lần này thôi nhé, hoặc là hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi. 한 번만 용서해 주세요, 한 번만 용서해 주세요. Tha thứ cho tôi lần này thôi nhé. Các bạn sẽ có han có nghĩa là một, han bon là một lần, man là chỉ, 용서해 주세요 đuôi câu cầu xin đấy, xin xỏ đấy, làm ơn hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi. Cắt hoặc là sắt hoặc là thái hoặc là chặt, các bạn có từ 썰다, 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 thường dùng với từ cắt hoặc là thái. Hành phải thái thế nào đây? 팔을 어떻게 썰어야 돼요? 팔을 어떻게 썰어야 돼요? Hành phải thái thế nào đây? 파 có nghĩa là hành. Cái hành đấy, 어떻게 là như thế nào, 썰다 là thái. Thế thì 어야 돼요, đuôi câu ngữ pháp mà nghĩa là phải, 썰어야 돼요 phải thái, 어떻게 là như thế nào. 후이 취소하다, 취소하다, 취소하다. 후이 có thể hủy vé này được không? 이 표를 취소할 수 있을까요? 이 표를 취소할 수 있을까요? Có thể hủy vé này được không? 표 có nghĩa là vé, 이 표 là cái vé này. 취소하다 là hủy, còn 릴 수 있다 là có thể. Còn 을까요? Một đứa câu hỏi ý kiến. Có thể hủy vé này được không? Được không ngạ? Được không nhỉ? Phản đối 반대하다, 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 phản đối. Ví dụ, tôi phản đối. 저는 반대합니다, 저는 반대합니다, tôi phản đối. Ly hôn, 이혼하다, 이혼하다, 이혼하다. Cô ấy đã ly hôn. 그녀는 이혼했다. 그녀는 이혼했다. Cô ấy đã ly hôn. Nghi ngờ. 의심하다. 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 Nghi ngờ. Tôi không nghi ngờ gì cả. 저는 전혀 의심하지 않아요. 저는 전혀 의심하지 않아요. Tôi không nghi ngờ gì cả. 전혀 mà nghĩa là hoàn toàn ấy. 의심하지 않아요. 지 않아요 là không. 저는 전혀 의심하지 않아요. Tôi hoàn toàn ấy, không nghi ngờ gì cả. 조사, 조사하다. 조사하다, 조사하다, 조사. Ví dụ, 조사 quá khứ. 과거를 조사하다, 과거를 조사하다, 조사 quá khứ. Ví dụ, các bạn có thể nói là 조사 quá khứ của chồng, thì các bạn sẽ có là 남편의 과거를 조사합니다. Có ví dụ là chồng sẽ là 남편 chẳng hạn. Của thì các bạn sẽ có từ ơi, 남편의, và cái từ này khi nó mang nghĩa là sở hữu, các bạn phát âm thành e. 남편의 과거를 조사하다, 조사 quá khứ của chồng. Vẽ, 그리다, 그리다,
그리다. Vẽ. Ví dụ, vẽ tranh. 그림을 그립니다. 그림을 그립니다. Vẽ tranh. Các bạn có 그림 có nghĩa là tranh hoặc là bức tranh. 그립니다. Vẽ. Học. 배우다. 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 Học. Cái động từ học này thì các bạn hiểu là học có người hướng dẫn. Nó khác so với 공부하다. Ví dụ, bạn học tiếng Hàn từ ai? 누구한테서 한국어를 배웠어요? 누구한테서 한국어를 배웠어요? Bạn học tiếng Hàn từ ai? 누구 là ai? 한테서 là từ. 누구한테서 là từ ai? 한국어를 배웠어요? Đã học tiếng Hàn. Bạn đã học tiếng Hàn từ ai? Bắt tay. 악수하다. 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 Bắt tay. Các bạn chú ý gấp đôi phụ âm. Ví dụ, bắt tay cái đi ạ. Hoặc chúng ta hiểu là chúng mình bắt tay đi. 악수합시다. 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 Bắt tay cái đi ạ. Cái đuôi bi읍시다, đuôi câu mệnh lệnh rủ rê, cả người nói và người nghe cùng thực hiện. Đây là một cái đuôi thông thường là dùng ngang hàng hoặc là người trên nói với người dưới. Nở hoa hoặc là hút, trong từ hút thuốc lá thì bạn có từ 피우다. 피우다 nó mang nghĩa là nở hoặc là mang nghĩa là hút. Ví dụ là đừng hút thuốc sẽ là 담배를 피우지 마세요. 담배를 피우지 마세요. Đừng hút thuốc. 담배 có nghĩa là thuốc đấy, thuốc lá đấy. 담배를 피우다 là hút thuốc, còn 피우지 마세요 là đừng. Ngoài ra các bạn có thể dùng với cái động từ là nở hoa, là ví dụ là 꽃. Các bạn có từ 꽃 mà nghĩa là hoa. 꽃 피우다 có nghĩa là hoa nở. 꽃이 피우다 nối âm lên sẽ là 꽃이 피우다 có nghĩa là hoa nở hoặc là nở hoa. Đưa ra hoặc là trình ra. Các bạn có 제시하다. 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 Đưa ra hoặc là trình ra hoặc là trình. Ví dụ, xin hãy trình giấy thông hành hoặc là xin hãy đưa ra giấy thông hành đấy. 통행증을 제시해 주십시오. 통행증을 제시해 주십시오. Xin hãy trình giấy thông hành. 통행증 có nghĩa là cái giấy thông hành. 제시해 주십시오 dạng đuôi câu đề nghị một cách lịch sự. Ôm, các bạn có từ 안다. 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 Ôm. Ôm mình một cái được không? Hoặc là ôm em được không ạ? À? Một câu hỏi lịch sự là 안아주시겠어요? 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 Ôm mình một cái được không? Các bạn có 안다. Khi mà các bạn muốn nhờ và ai đó làm cái gì cho các bạn thì các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là ha ta chuyển đổi thành he kết với 주시겠어요, một đôi câu hỏi để nhờ và một cách lịch sự. Quên. 잊다. 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 Quên. Đừng quên viết thư cho nó nhé. 그에게 편지 쓰는 것을 잊지 마라. 그에게 편지 쓰는 것을 잊지 마라. Đừng quên viết thư cho nó nhé. Các bạn có 그 là nó hoặc là hắn, 에게 là cho. 편지 쓰다 là viết thư. Còn 편지 쓰는 것 có nghĩa là cái việc mà viết thư ấy. 잊지 마라 mà nghĩa là đừng, đừng quên cái việc viết thư cho nó nhé. Đánh nhau hoặc là chiến đấu các bạn có từ 싸우다. Đừng đánh nhau, đây không phải chỗ đánh nhau nhé. 싸우지 마, 여기서 싸우는 거 아니야. 싸우지 마, 여기서 싸우는 거 아니야. 여기서 싸우는 거 아니야. Nghĩa là gì nhỉ? Đây không phải chỗ đánh nhau nhé. Các bạn có từ 싸우다. 싸우다 là đánh nhau hoặc là chiến đấu.
Còn đừng đánh nhau là sau tà gắn với chi ma, bỏ tà gắn chi ma, sau chi ma, đừng đánh nhau. Do kỳ thó ở đây thì sau nừng co, á ni ya, không phải là cái việc đánh nhau ở đây đâu nhá, hay là đây không phải là chỗ đánh nhau nhé. Đánh hoặc là chơi hoặc là gảy, ví dụ là đánh đàn hoặc là gảy đàn hoặc là chơi đàn hoặc là chơi tennis hoặc là chơi piano, bạn dùng với từ chi tà. Thông thường sẽ là những cái hoạt động vận động bằng tay, bạn dùng với chi tà. Ví dụ anh có thể đánh tennis không? Tennis를 칠 수 있어요? Tennis를 칠 수 있어요? Anh có thể đánh hoặc là anh có thể chơi tennis không? Đánh hoặc là chơi đều được. Tennis có nghĩa là tennis. 칠 수 있어요? Có thể chơi không hoặc là có thể đánh không? Đọc 있다 있다 있다. Đọc, các bạn chú ý về cái phát âm mình đã lưu ý rồi. Đọc to lên nào. 크게 읽으세요. 크게 읽으세요. 크게 읽으세요. Đọc to lên nào. Các bạn có cái đôi ư xè ô, một đôi câu mệnh lệnh mà nghĩa là hãy làm cái gì đó. Ích tà bỏ tà đi gắn ư xè ô vì nó kết thúc bằng phụ âm. Và các bạn sẽ nối âm như sau. Il khư xè ô. Khư ghê có nghĩa là một cách to, một cách rõ ràng. Cắm trại. Gia yong ha tà. Gia yong ha tà. Gia yong ha tà. Cắm trại. Ví dụ học sinh cắm trại bên bờ sông. 학생이 물가에서 야영을 합니다. 학생이 물가에서 야영을 합니다. Học sinh cắm trại bên bờ sông. 학생 có nghĩa là học sinh, các bạn chú ý gấp đôi phụ âm sờ. 물가 có nghĩa là ven bờ, các bạn cũng hiểu là ở ven bờ sông đấy. 물가에서 야영을 합니다. Hoặc là 야영합니다 cũng được. Làm kim chi hoặc là muối kim chi, các bạn có 김장하다. 김장하다. Các bạn hiểu này, 김장하다 là cái động từ muối kim chi thường làm vào trước mùa đông để chuẩn bị ăn cho cả mùa đông. 김장하다 mà nghĩa là làm kim chi hoặc là muối kim chi. Hay hôm nay mình muối kim chi nhá. 오늘 김장을 한번 해볼까요? 오늘 김장을 한번 해볼까요? Hay là hôm nay mình muối kim chi nhá. 오늘 hôm nay 한번 một lần 해볼까요? Mà nghĩa là gì nhỉ? Làm thử nhá. Mình thử muối kim chi một lần ngày hôm nay nhá. Thổi hoặc là gọi, các bạn có từ 불다. Có thể là ví dụ là tên tôi gọi là gì đó, hoặc là thổi, ví dụ trong từ gió thổi các bạn dùng cái từ 불다. 불다. Ví dụ gió thổi là 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. Gió thổi, gió đang thổi. Đương nhiên. Đương nhiên từ này nó là vừa là tính từ vừa là động từ. Có thể mang nghĩa là đương nhiên, ví dụ động từ là 당연하다. 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 Đương nhiên hoặc là tất nhiên đều mang nghĩa như nhau. Đương nhiên hoặc là tất nhiên hoặc là dĩ nhiên. Tất nhiên rồi, tôi có nghĩa vụ mà. Các bạn sẽ có 당연하지 내가 의리가 있잖아요. Hoặc là 내가 의리가 있잖아. 당연하지 내가 의리가 있잖아. Tất nhiên rồi, tôi có nghĩa vụ mà. 의리 nghĩa vụ. 있다 là có, 잖아 mà. Tôi có nghĩa vụ mà. 내가 tớ, tôi, mình có nghĩa vụ mà. Mượn 빌리다. 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 Mượn hoặc các bạn có thể dùng mang nghĩa là thuê. Thuê và mượn nó đều mang nghĩa như nhau. Ví dụ mượn xe thuê ở đâu, hoặc là các bạn hiểu là mượn xe ở đâu hoặc là thuê xe ở đâu. 차는 어디서 빌려요? 차는 어디서 빌려요? 차는 어디서 빌려요? Mượn xe ở đâu ạ? Hoặc là thuê xe ở đâu ạ? Có dịch vụ cho thuê hoặc là cho mượn xe thì bạn có thể dùng với 빌리다. Hoặc là mượn tiền.
Cha có nghĩa là xe nhá. Oti so là ở đâu? Pi liều yếu, mượn xe. Xe thì mượn ở đâu ạ? Hoặc là xe thì thuê ở đâu ạ? Tiếp theo các bạn có động từ là gọi hoặc là đặt. Thông thường dùng khi mà gọi món hoặc là đặt đồ ăn, thức uống. Các bạn dùng với shikita. 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 Gọi hoặc là đặt. Khi đi ăn ngoài, chúng tôi luôn gọi món mì tương đen. 우리 외식할 때 항상 짜장면을 시켜요. 우리 외식할 때 항상 짜장면을 시켜요. Khi đi ăn ngoài, chúng tôi luôn gọi món mì tương đen. 외식할 때 là khi đi ăn ngoài. 항상 là luôn luôn, hàng ngày. 짜장면, 짜장면 có nghĩa là cái món mì trộn, mì tương đen. 시키다, 시드려요 là 시켜요. 우리 외식할 때 항상 짜장면을 시켜요. Khi đi ăn ngoài, chúng tôi luôn gọi món mì tương đen. 30 động từ mình vừa chia sẻ với các bạn. Các bạn cố gắng lấy thêm nhiều những ví dụ khác. Và cách tốt ý, đó là các bạn học thuộc từ, học thuộc luôn cả ví dụ thì rất là tốt. Nhớ được càng nhiều thì các bạn sẽ càng nói tốt, đúng không? Thế thì hãy học chăm chỉ nhé. 다음에 또 만나요. Hẹn gặp lại các bạn.